chào quý vị khán giả, báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin trưa hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Sau khoảng 20 giờ trắng đêm tới 4 giờ 30 phút sáng nay 20 tháng 8, phiên đấu giá 19 lô đất ở khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã kết thúc với giá trúng đấu giá tăng cao kỷ lục. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất, huyện Hoài Đức, vào 9 giờ sáng qua 19 tháng 8, địa phương này tổ chức phiên đấu giá 19 lô đất có diện tích từ 74 đến 118 m2 ở khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên. Tham gia phiên đấu giá có hơn 700 bộ hồ sơ của khoảng 400 người. Giá khởi điểm thấp nhất từ 7,3 triệu đồng một m2. Để tránh tình trạng thông thầu, bỏ giá thấp gây thất thoát, huyện Hoài Đức cùng đơn vị tư vấn đấu giá đã lựa chọn phương thức đấu nhiều vòng. Khách hàng chỉ được xét giá trúng khi trải qua 6 vòng đấu bắt buộc với mỗi bước giá là 6 triệu đồng một mét vuông. Khoản tiền đặt cọc tham gia đấu giá đất theo quy định dao động từ 109 đến 172 triệu đồng một lô, chiếm 20% giá lô đất, tính theo giá khởi điểm. Phiên đấu giá đã diễn ra rất căng thẳng, kéo dài suốt từ sáng 19 tháng 8 đến 4 giờ 30 phút, sáng nay 20 tháng 9. Và chỉ kết thúc ở vòng đấu giá thứ 10. Trong đó, giá trúng đấu giá đất cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng một mét vuông. Đối với lô LK0312 là thửa ở góc, có 3 mặt tiền, rộng hơn 113 mét vuông, tổng giá trị lên đến hơn 15 tỷ đồng. So với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng, lô đất này được nhà đầu tư trả gấp hơn 18 lần. Ba lô đất có giá trúng đấu giá cao thứ hai là LK036, LK037 cùng có diện tích 91,67 m2 và LK046 rộng 115,95 m2 lên đến 127,3 triệu đồng một m2. 14 lô còn lại có giá trúng đấu giá từ 97,3 đến 121,3 triệu đồng một m2. Có 2 lô trúng có giá trúng đấu giá thấp nhất cũng lên đến 91,3 triệu đồng một m2, gấp hơn 12,5 lần giá khởi điểm. Liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, đến nay Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 1.038 bị can về các tội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, tàn trữ tiền giả. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, sau khi phát hiện vụ 4 tiếp viên xách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16 tháng 3 năm 2023, chỉ trong thời gian ngắn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ ngoài chuyến hàng bị bắt giữ trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài. Sau đó, các đối tượng chuyển phát nhanh nội địa về thành phố Hồ Chí Minh cất giấu, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Công an cũng làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng, thể hiện tinh thần không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Mở rộng điều tra, Công an chặt đứt 343 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh thành phố, khui từng vỏ bọc của các ông trùm ma túy, khởi tố 1.038 bị can, thu 323,5 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và chứng minh số tiền đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy, hơn 28.000 tỷ đồng. Cũng theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua số vụ và số đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ ở thành phố Hồ Chí Minh hàng năm đều tăng. Trong 7 tháng năm 2024, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, khám phá 1.924 vụ với 4.850 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, so với cùng kỳ tăng 645 vụ, tăng 2.141 đối tượng, thu hơn 324 bánh heroin, gần 500kg ma túy, 4 quả nổ, 30 khẩu súng, 168 viên đạn. Sáng nay ngày 20 tháng 8, sau khi Thanh tra tỉnh Thái Bình thanh tra làm rõ những bất thường về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại địa phương này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã họp báo để làm rõ những vấn đề liên quan. Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp báo. Kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh Thái Bình xác định có 2.997 bài thi lệch phách, làm sai điểm của 2.750 bài thi.
có 49 bài thi sai sót trong quá trình ghi điểm và nhập điểm. Trong đó có 19 bài thi bị sai điểm so với bảng điểm đã công bố. Tổng số bài thi tự luận bị sai điểm là 2.769 bài. Trong đó có 1.368 bài thi có điểm cao hơn điểm đã công bố và 1.401 bài thi có điểm thấp hơn điểm đã công bố. Đáng chú ý, tổng số thí sinh bị sai tổng điểm xét tuyển là 1.589 thí sinh. Trong đó 781 thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố. 808 thí sinh có tổng điểm xét tuyển thấp hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố. Theo Thanh tra tỉnh Thái Bình, sau quá trình thanh tra, đoàn thanh tra xác định điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 có sự thay đổi tại 4 trên 12 lớp chuyên và 11 trên 29 hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông Đại Trà. Theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại hội đồng tuyển sinh trung học phổ thông chuyên có 15 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển, 15 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển. Đặc biệt, theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại các hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông Đại Trà có 237 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển và 243 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển. Thanh tra tỉnh Thái Bình cũng chỉ rõ, vi phạm bước đầu xác định trưởng ban chỉ đạo kỳ thi và ban thư ký đã không thực hiện đúng quy định trong quá trình thực hiện việc hồi phách bài thi tự luận tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, dẫn đến công bố sai tổng điểm xét tuyển của 1.589 thí sinh, sai điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của 4 trên 12 lớp chuyên thuộc hội đồng tuyển sinh trường trung học phổ thông chuyên và 11 trên 29 hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông Đại Trà, sai kết quả tuyển sinh của 510 thí sinh. Nguyên nhân của vi phạm do trưởng ban thư ký và cá nhân có liên quan của ban thư ký không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát và không kịp thời báo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về sự cố bất thường tại kỳ thi. Thanh tra tỉnh Thái Bình kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình căn cứ điểm thi của các thí sinh qua thanh tra xác định và các quy định của pháp luật chuyên ngành, tiến hành các thủ tục theo thẩm quyền để công bố kết quả điểm thi của các thí sinh và tổ chức việc xét tuyển theo quy định. Chỉ đạo đoàn thanh tra tiếp tục xác định rõ tồn tại, hạn chế, vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các khâu dẫn đến việc bị lệch phách, sai điểm của thí sinh, sai kết quả tuyển sinh nêu trong kết luận thanh tra và kiến nghị biện pháp xử lý, tiến hành thanh tra các nội dung khác trong quyết định thanh tra, kết luận cuộc thanh tra theo quy định. Đặc biệt, kiến nghị Sở Nội vụ Thái Bình tham mưu tiếp tục gia hạn thời gian đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình, để phục vụ công tác thanh tra. Trước đó ngày 30 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ra quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối ông Nguyễn Viết Hiển để phục vụ công tác thanh tra. Tại họp báo, ông Phạm Văn Nghiêm cho biết, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình giao thanh tra tỉnh Thái Bình tiếp tục làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm dẫn đến sai phạm của tập thể, cá nhân trong kỳ thi vừa qua và xử lý theo đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, đảm bảo quyền lợi thí sinh. Đối với việc đưa gần 250 thí sinh từ đỗ thành trượt được đỗ lại thì sẽ không công bằng với các thí sinh đã trượt các nguyện vọng trước đó. Do đó, người lớn gây ra lỗi sẽ phải sửa đúng quy định pháp luật, tạo sự công bằng. Từ ngày 20 tháng 8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa lớn, có nơi trên 200mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục nắng nóng, với nhiệt độ có nơi vượt quá 37 độ C. Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan và nguy cơ đột quỵ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20 đến 22 tháng 8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Cục bộ có nơi mưa rất to, lên tới trên 200mm, nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Tình trạng mưa lớn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là ở các khu vực dễ bị ngập úng. Trong khi đó, từ ngày 20 đến 21 tháng 8, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi vượt quá 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 50 đến 55%, tạo điều kiện cho nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nắng nóng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại các khu vực có thảm thực vật khô hạn. Theo các chuyên gia,
nắng nóng gay gắt và độ ẩm không khí thấp có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt, đặc biệt đối với những người phải làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, từ ngày 20 tháng 8, tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Độ cao sóng có thể tăng lên trên 2 mét, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực này. Ngư dân và các phương tiện đánh bắt thủy sản được khuyến cáo cẩn trọng và theo dõi sát sao tình hình thời tiết để tránh gặp phải những rủi ro không đáng có. Dự báo các khu vực ngày và đêm 20 tháng 8, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Phía Bắc có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm ông Trần Quý Thanh, 71 tuổi, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hiệp Phát, sau khi xem xét đơn xin hoãn phiên tòa của luật sư. Ngày 20 tháng 8, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đơn kháng cáo của bị cáo Trần Quý Thanh và con gái là Trần Uyên Phương, 43 tuổi, con gái ông Thanh. Ông Trần Quý Thanh kháng cáo, xin xem xét lại phần hình phạt và yêu cầu bị hại Đặng Thị Kim Oanh hoàn trả hơn 238 tỷ đồng thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên. Bà Trần Uyên Phương kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, ba bị hại và một số người liên quan trong vụ án cũng có đơn kháng cáo. Tại phiên tòa, luật sư của bị cáo Trần Quý Thanh nộp đơn xin hoãn phiên tòa do cần thêm thời gian để bổ sung tài liệu, chứng cứ. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Thanh đồng tình và khẳng định mong muốn xin hoãn phiên tòa của mình. Sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và mở lại vào ngày 6 tháng 9. Trước đó, cuối tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh 8 năm tù, các con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Trung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3% một tháng. Cha con ông Thanh và các bên vay không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, mà yêu cầu bên vay phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản, có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản. Khi bên vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Thanh nại ra lý do để không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại, hoặc tạo ra các lý do khác như buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc.
vàng thế giới quay đầu giảm sau khi lập đỉnh, nhưng vàng SJC trong nước sáng 20 tháng 8 bất ngờ bật tăng lên 81 triệu đồng một lượng. Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, công ty SJC, PNG, tập đoàn Doji đồng loạt niêm yết vàng SJC lên mức 79 triệu đồng một lượng mua vào và 81 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank sáng nay 20 tháng 8 cũng tăng lên 81 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 vẫn được các doanh nghiệp giữ nguyên giá hôm trước. Cụ thể, công ty SJC niêm yết ở mức 76,8 triệu đồng một lượng mua vào và 78,1 triệu đồng một lượng bán ra. Tập đoàn Doji giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 Hưng Thịnh Vượng ở mức 76,95 triệu đồng một lượng mua vào và 78,2 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại New York đêm 19 tháng 8 còn 2.504 đô la Mỹ một ounce, giảm gần 4 đô la Mỹ so với phiên trước. Giá vàng chốt phiên trên sàn Kitco sáng 20 tháng 8 giờ Việt Nam tiếp tục giảm còn 2.499,9 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 75,9 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 5,1 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 2,3 triệu đồng một lượng. Sau khi lập đỉnh vượt 2.500 đô la Mỹ một ounce vào thứ 6 tuần trước, vàng thế giới hụt hơi và rời khỏi mốc này vì giới đầu tư chốt lời ồ ạt. Các chuyên gia đánh giá, vàng thế giới hạ nhiệt không chỉ vì bị chốt lời, mà khi giá vàng ở mức cao, rất khó để thu hút những người mua mới, cũng khiến kim loại quý này giảm giá. Mặc dù về dài hạn, không ít các ngân hàng lớn trên thế giới dự đoán giá vàng thế giới sẽ cán mốc 2.600 đô la Mỹ một ounce khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, tiến hành cắt giảm lãi suất. Nhưng trước mắt, vàng sẽ đi ngang hoặc giảm. Theo nhà phân tích kỹ thuật Quang Tao của Reuters, giá vàng có thể giảm về vùng 2.479 đến 2.487 đô la Mỹ một ounce sau khi không vượt qua được mốc kháng cự 2.507 đô la Mỹ một ounce.